Ngày 1 tháng 3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ trộm hết sức manh động khi kẻ gian mang theo bình xịt hơi cay vào nhà dân lấy trộm tài sản, mặc dù trong nhà có người. Theo đó, vụ việc xảy ra chiều tối ngày 25 tháng 2, gia đình chị B hẻm đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, gồm 4 người có mặt tại nhà. Thời điểm này, các nhà mở cửa trước và chồng chị B ở trong phòng nô đùa cùng con nhỏ, mẹ ruột chị đang ở nhà sau. Mẹ chị B sau đó lên nhà trên lấy điện thoại gọi cho người thân nhưng không thấy. Xem lại camera an ninh thì phát hiện hơn 18 giờ cùng ngày có một nam thanh niên đi từ ngoài vào nhà, trên tay cầm theo bình xịt hơi cay. Người này đến lấy điện thoại để trên chiếc tủ và tiếp tục vào căn phòng gần đó lục lọi nhưng không có gì nên bỏ ra ngoài. Cũng theo chị B, chiếc điện thoại bị trộm lấy mất có giá khoảng 3 triệu đồng là tài sản của mẹ chị. Nạn nhân vẫn chưa trình báo công an vụ trộm mang theo bình xịt hơi cay vào nhà lấy tài sản. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội để người dân cảnh giác.